đây là số 256 đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món vịt nướng lá mắc mật, một cái loại lá đặc sản của tỉnh Lạng Sơn, của người Dao Lạng Sơn. Đây, một cái quầy bán vịt nướng lá mắc mật. Nướng lá mắc mật, một cái loại lá gia vị thật là ngon khi mà nướng ở thực phẩm của người đồng bào Dao, người đồng bào Dao trên vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Hãy chúng ta sẽ thưởng thức món vịt nướng lá mắc mật và cả món gà sẩm ớt tiềm ớt đỏ. Anh quét cái đó là quét cái gì anh? Quét cho mỡ nó bay xuống. Dạ, cho bớt dầu mỡ cho nó khỏi cháy vậy. Khỏi cháy. Đây là anh Quyết, quê ở Hà Nội, bán vịt nướng lá mắc mật. Đã được 4 năm tại Sài Gòn rồi, lúc trước anh bán ở Bình Thạnh. Một con vịt to như thế này chỉ có giá 230 ngàn thôi nha các bạn. Và con gà thì giá 130 ngàn. Vì đây có nhận gia công cho khách hàng đặc sản nữa. Anh Quyết, cái lá mắc mật là mình tự trồng hay là lấy ở ngoài kia vô? Em lấy ngoài Bắc vào. Lấy ngoài Bắc vào, gửi vào ạ. Thì cái lá này nó sẽ như thế nào ạ? Mình bỏ ở đâu cho... Em sẽ ướp trong bụng. Ướp cùng với gia vị trong bụng của con vịt. Là cái lá nó của người đồng bào Dao ở vùng cao đúng không anh? Một ngày thì như thế này thì anh Quyết quay và bán được hơn chục con nha các bạn. Và anh đang thêm than vào. Đây là lò barbecue để nướng vịt lá mắc mật, được độn với gia vị ở trong bụng của con vịt và cả gà nữa. Gà tẩm ớt nướng. Tất cả những cái món nướng thường thường là nướng với lại than hồng và tẩm gia vị thì rất là ngon nha các bạn. Bên con đường Vạn Kiếp tại số 256 đường Vạn Kiếp phường 3 quận Bình Thạnh. Một cái băng truyền, một cái bếp BBQ bằng than hồng rất là nóng và vịt và gà được quay đều để có thể chín đều và ngon nhất cho những khách hàng thích ăn những cái món vịt. Tôi hỏi là cái món này là anh học qua ai ạ? À? Ai bày anh ạ? Lạng Sơn. Học của người quen ở Lạng Sơn luôn ạ. Anh bán ở đây được bao nhiêu năm rồi? Anh biết tổng cộng là bán Sài Gòn được bao lâu ạ? 4 năm. Khoảng 4 năm ạ. Có một mình anh bán hay là có ai nữa anh? Dạ, có nhiều xe. À, nhiều xe. Là khoảng bao nhiêu xe bán đồ nướng như thế này ạ? 8 xe ạ. Là người nhà mình làm thôi ạ. Anh biết nếu mà khách không ăn một con vịt nổi thì người ta mua nửa con anh bán không? Có. Bán theo phần cũng được mà đúng không? Không, bán nửa con một con thôi. Nửa con và một con thôi. Nửa con sẽ là 120. Nửa con là 115. 115. Còn một con là 203 là vịt đó. Còn gà? Gà là 103. Gà đây là tẩm ớt gì ta nè? Gà đây là gà nướng muối ớt. Gà bán nguyên con không? À, gà chỉ bán nguyên con thôi.
quyết sẽ làm một phần gà để mang về cho khách. Một cái vị nướng bằng ba cây được anh rút ra khỏi bụng gà. Đây gà nướng ướp. Anh bọc bỏ tay để mà làm gà cho sạch sẽ cho khách. Được một cái kéo thật là sắc để cắt rời từng cái bộ phận ra cánh gà. Ở đây là mình chấm với lại nước chấm gì anh Quyết ha? Nước sốt. Nước sốt của mình ạ. À. Sốt riêng ạ. Thì cái này chấm muối nó cũng ngon đấy. Kèm với lại những cái món nướng. Rau được anh rửa sạch và để riêng trong những cái bì. Rau răm nè, dưa leo nè, ớt nè, đó được anh bỏ trong cái bì. Biết là gần chín rồi. Chín rồi. À, anh để lên tầng trên để cho nó khỏi cháy. Anh đảo liên tục những cái vị trí những con vịt. Vịt rất là to và được xỏ trong những cái cây xiên nướng bằng inox. Và anh liên tục dùng một cái cò để quét dầu mỡ ra để cho vịt hoặc là gà nó sẽ đỡ cháy hơn, đỡ khô hơn. Rất là nổi tiếng trong cái cách ướp gia vị của người đồng bào Dao trên vùng cao của tỉnh Lạng Sơn, thường là được đồ trong ruột của gà hoặc là heo hoặc là những món thịt nướng để tăng thêm cái độ ngon của gia vị. Đây, sau đây anh Quyết sẽ lấy một con vịt nướng vừa xong, còn là dầu nó nhỏ nè, rất là nóng hổi để làm cho khách vừa mới ra đem ra khỏi lò bếp lửa than hồng nóng. Thứ sẽ chia cái phần này ra cho khách bây giờ đó, gia vị và cả lá bóng mặt nó sẽ hòa quyện trong cái nước cốt đó của con gà. Mình sẽ rút cái vị nướng ra. Chân gà, chân vịt, khâu câu vịt và anh cắt hai cánh hai bên này. Anh làm lâu rồi nên là động tác của anh rất là chính xác, rất là nhanh gọn. Anh chặt cái đầu vịt. Đây còn vài lá đây các bạn, và bên đây là cái lá bắt mặt. Quyết đã chặt xong một gà và sau đấy phần này là làm rau. Anh sẽ lấy rau và cả nước chấm sẵn của anh có trên bàn này để bọc về cho khách. Rất là nhanh, chưa tới 2 phút anh đã chặt xong một cái phần vịt nướng lá bắp mặt, và bây giờ anh đang bỏ rau, rau răm nè, nước chấm nè, dưa leo, ớt. Rất là đơn giản.
một vài cho khách. Vịt nướng ở đây không ạ? Ngoài mưa lắm. Anh thấy vịt ở đây nướng ở đây khác chỗ khác không anh? Nói chung là ngoài Bắc thì ăn vịt này. Dạ. Nó có gì mà anh thích ạ? Ngon. Có lá mặt thơm. Có lá mặt thơm hơn hả anh? Anh thường hay mua về để làm gì, nhậu hay là ăn à? Ăn đều như bạn. Dạ. Anh ở xa đây không ạ? Đây bên trong. Dạ. Rồi. Thưởng thức những cái món ăn khác trên cái đường phố Sài Gòn.